Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã đến với kênh Vivu TV. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi trong nước và trên thế giới. Và sau đây mời quý vị cùng đến với những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Liên minh Phạm Minh Chính, Nguyễn Thanh Nghị và Lê Văn Thành ở Hải Phòng đang đánh cho Trần Lưu Quang rối bời. Kính thưa quý vị, càng ngày nhiệm vụ của Trần Lưu Quang rõ ràng hơn. Hải Phòng vốn là thành trì của ông Lê Văn Thành, người thuộc phe của ông Phạm Minh Chính. Có thể nói, cả sự nghiệp của ông Lê Văn Thành gắn liền với Hải Phòng. Ông Thành là đảng viên từng được phân công quản lý khối doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, nhiều người hay tặng cho ông cái từ doanh nhân. Từ năm 1988, ông Lê Văn Thành đã làm trong xi măng Hải Phòng, rồi đến năm 2009, ông đã là phó bí thư đảng ủy, giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng. Bắt đầu từ năm 2010, ông Thành mới chuyển hướng từ khối kinh tế sang nắm quản lý hành chính trong bộ máy nhà nước. Và từ đó, ông Thành xây dựng nên một đế chế của riêng ông tại thành phố này. Ông Lê Văn Thành là người có tiền, sau đó làm chính trị, điều đó đủ hiểu con đường chính trị của ông được lót bằng gì rồi. Vào năm 2011, ông Phạm Minh Chính về nắm tỉnh ủy Quảng Ninh. Mà như mọi người đã biết, Quảng Ninh và Hải Phòng là trục kinh tế ven biển của miền Bắc. Sự phát triển của Quảng Ninh cần phải được liên kết với Hải Phòng. Đó là điều không thể tránh khỏi. Và từ đó, Phạm Minh Chính và Lê Văn Thành có quen biết nhau. Lê Văn Thành vốn là một doanh nhân, ông ta rất biết đầu tư, mà lần này là ông ta đầu tư chính trị. Thông thường thì những quan chức nắm bên khối kinh tế ít khi nhảy sang làm chính trị, mà thông thường chỉ liên kết với chính trị để kiếm chắc thật đậm. Trần Bắc Hà là cánh tay phải của Nguyễn Tân Dũng là trường hợp như vậy. Nhờ quyền lực của Nguyễn Tân Dũng mà Trần Bắc Hà tự tung tự tác với ngân hàng BIDV. Nhưng Trần Bắc Hà không được vào chính phủ của Nguyễn Tân Dũng. Nói chung là Trần Bắc Hà chỉ là công cụ của Nguyễn Tân Dũng mà thôi. Và kính thưa quý vị, Lê Văn Thành đầu tư chính trị như thế nào? Việc bắt tay với Phạm Minh Chính từ 10 năm trước đây cho thấy Lê Văn Thành có con mắt nhìn người khá chuẩn. Từ địa phương vào trung ương thì cần phải có người ở trung ương kéo vào. Với bàn tay có nhiều tiền và sự tính toán như một con buôn thì ông Lê Văn Thành hoàn toàn có thể đứng đầu thành phố Hải Phòng. Nhưng muốn vào trung ương thì phải có người kéo vào. Việc bắt tay với ông Phạm Minh Chính cho thấy sự đầu tư chính trị của Lê Văn Thành đã có lời. Sau đại hội 13 thì Lê Văn Thành được Phạm Minh Chính kéo về Trung ương làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Trung ương, việc thế lực của Phạm Minh Chính ngày một mạnh lên ắt hẳn phải làm cho Nguyễn Phú Trọng lo ngại. Đặc biệt trong chính phủ có bàn tay của Nguyễn Tân Dũng tác động thông qua Nguyễn Thanh Nghị. Điều đó có thể làm cho chính phủ ngày một xa rời bàn bí thư. Thời của Nguyễn Xuân Phúc, chính phủ không đoàn kết như là thời của Phạm Minh Chính. Thời của ông Phúc, ông Trọng có thể tác động vào chính phủ dễ dàng vì trong chính phủ có người của Nguyễn Phú Trọng rất nhiều ở trong đó, như là Trần Tuấn Anh là một ví dụ. Hiện nay có tin ông Phạm Minh Chính đang muốn đẩy Nguyễn Văn Thể đi vì ông Nguyễn Văn Thể là người thân với ông Trọng. Điều này chứng tỏ ông Phạm Minh Chính thanh lọc chính phủ rất kỹ. Có thể trong chính phủ sẽ không có người nào của Nguyễn Phú Trọng cài vào nữa. Qua mấy ngày sau khi nhậm chức thủ tướng, thì ông Phạm Minh Chính có nhiều cuộc họp với Bộ trưởng. Điều này làm cho mối quan hệ giữa Bộ trưởng và Thủ tướng trở nên chặt chẽ hơn. Cuộc họp của Phạm Minh Chính tại Bộ Xây dựng có cả sự có mặt của ông Lê Văn Thành cho thấy một kết cấu chặt chẽ đang hình thành. Phe cánh thân của Nguyễn Tân Dũng đang hồi sinh mạnh mẽ. Một khi đã kéo bè kết cánh với phe của ông Nguyễn Tân Dũng, thì ắt rằng ông Lê Văn Thành sẽ bị ông Nguyễn Phú Trọng soi thật kỹ. Đấy là lý do tại sao ông Nguyễn Phú Trọng cho thuyên chuyển Trần Lưu Quang về Hải Phòng. Nhiệm vụ của Trần Lưu Quang là để kiểm soát hoặc là loại bỏ những vây cánh Hải Phòng mà ông Lê Văn Thành đã dày công xây dựng từ 10 năm qua. Kính thưa quý vị, Lê Văn Thành đang bị động ở Hải Phòng. Việc mà Trần Lưu Quang về Hải Phòng liền sau đó là thúc ép vụ án công an làm sai lệch hồ sơ cho thấy sự cương quyết của ông Trần Lưu Quang. Hành động này là điểm cộng đối với ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng nó lại là việc làm đánh đồng ông Lê Văn Thành. Tại thành phố Hải Phòng, ông Lê Văn Thành đã xây dựng mạng lưới chất rết
gồm các thuộc hạ được cất nhắc rất đông. Việc mới về Hải Phòng mà đã muốn đánh rắn thì phải đồng cọ, cho thấy việc làm này của Trần Lưu Quang có phần hơi vội. Hiện nay thì ông Lê Văn Thành đang có mối quan hệ rất tốt với Phạm Minh Chính. Việc đánh đồng của Trần Lưu Quang làm cho ông Thành có cớ để kéo thuộc hạ cũ về chính phủ. Theo thông tin mà chúng tôi biết được, thì ông Lê Văn Thành điều chuyển Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng về làm trợ lý Phó Thủ tướng cho chính ông. Từ khi lên chính phủ làm Phó Thủ tướng, thì ông Lê Văn Thành chưa vội kéo đàn em đi. Tuy nhiên, việc mong Trần Lưu Quang về Hải Phòng làm quyết liệt quá, nên ông Thành đã nhờ ông Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ký quyết định tiếp nhận ông Trần Quang Minh là Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng về công tác tại Văn phòng Chính phủ. Ông Trần Quang Minh từng trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại Hải Phòng như là Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Kiến An, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng và được đánh giá là cán bộ uy tín có năng lực. Tại Hải Phòng, sau khi ông Minh được điều động nhận nhiệm vụ mới, ông Bùi Văn Kiệm, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy được giao phụ trách điều hành hoạt động của Văn phòng Thành ủy Hải Phòng. Như vậy là ông Bùi Văn Kiệm sẽ làm việc cho ông Trần Lưu Quang. Không biết là ông Trần Quang Minh có bị dính sai phạm gì hay không mà ông Lê Văn Thành đã phải vội vã kéo đi. Sau khi ông Lê Văn Thành được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ, thì ắt là ông sẽ kéo một số đàn em đi. Nhưng không ngờ là ông lại làm việc đó nhanh như vậy và có phần rất vội vã. Thuộc hạ của Lê Văn Thành tại Hải Phòng rất đông, có lẽ ông Thành sẽ không thể nào kéo đi hết được. Cần phải để một số ở lại để đối phó với thế lực mới, đó là thế lực của Trần Lưu Quang. Sau khi nhận công tác tại Văn phòng Chính phủ, ông Trần Quang Minh được cử làm thư ký cho Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ ngày 18 tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, việc về Trung ương không có nghĩa là an toàn. Không biết là sắp tới Trần Lưu Quang sẽ làm gì tiếp theo. Rất khó đoán định, tuy nhiên cũng có thể hiểu rằng Trần Lưu Quang là một tướng xung trần của ông Nguyễn Phú Trọng. Rất có thể ông Quang sẽ mạnh tay hơn nữa để giải quyết những vấn đề đang tồn tại ở Hải Phòng mà ông Nguyễn Phú Trọng cho là những ung nhọt. Như vậy là tiếp theo Trần Lưu Quang sẽ làm gì ở Hải Phòng? Trần Lưu Quang là tướng xung trần, chưa chắc gì Trần Lưu Quang sẽ ngồi ở Hải Phòng hết 5 năm nhiệm kỳ. Trước mắt, Trần Lưu Quang phải lo hoàn thành nhiệm vụ mà Trung ương giao cho ông. Nếu hoàn thành nhiệm vụ sớm, thì Trần Lưu Quang có thể sẽ được thuyên chuyển đi nơi khác để dẹp loạn. Mà mỗi lần thuyên chuyển là mỗi lần lên chức, thì ác là ông Trần Lưu Quang càng làm càng ngang. Cũng tại Hải Phòng, ngoài ông Trần Lưu Quang làm bí thư, thì ông Nguyễn Phú Trọng còn được sự trợ giúp của Vương Đình Huệ khi ông này được bổ về Hải Phòng để làm đại biểu Quốc hội ở đây. Với bộ máy nhân sự mà ông Lê Văn Thành để lại, thì ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng hai gọng kìm để ép. Đấy là cái khó cho Lê Văn Thành và các thuộc hạ của ông. Kết thúc đại hội 13 chia lâu, còn chờ xem mỗi bên sẽ củng cố lực lượng như thế nào rồi phân tích tiếp. Hiện nay tình hình chính trị Việt Nam của nhiệm kỳ 13 này cũng mới bắt đầu. Không biết là Lê Văn Thành sẽ thành công gì ở chính phủ? Nếu thành công ở chính phủ, thì ông Lê Văn Thành có thể kéo thêm đàn em nữa về chính phủ. Điều đó rất có lợi. Còn nếu không thành công ở chính phủ, mà tại Hải Phòng bị Trần Lưu Quang soi mói thì rất khó. Còn 5 năm nhiệm kỳ thì chúng ta hãy chờ xem. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc những nội dung chính của kênh Vivu TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị hãy để ở phần bình luận để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo của kênh Vivu TV.